Năm 1940, Trung Quốc nổ ra nhiều cuộc kháng chiến. Lấy danh nghĩa làm trạng danh châu Á, nước Nhật Bản và Tinh Hán Giang Tống Tịnh Chi thông đồng với nhau, âm mưu lợi dụng Nam Kinh làm bàn đạp để tạo ra một bản châu lớn hơn. Vì vậy, bọn chúng quyết định cử hành nghi thức chào mừng vào tháng sau ở Nam Kinh. Bản châu. Hai chữ chiêu hòa trong Nhật Bản thật ra được lấy từ trong thượng thư của Trung Quốc: bách tính chiêu dân, vạn bang hiệp hòa, có nghĩa là phải dẹp trừ loạn lạc, thiên hạ mới thái bình. Theo đuổi mục tiêu một đội Đông Á mới cùng nhau tồn tại, tôi tin rằng trong lễ nghi thức chào mừng chính phủ mới ở Nam Kinh, chúng ta sẽ có được sự chúc mừng của tất cả các nước. Tư lệnh Odakuki muốn tôi cho anh biết, giờ chỉ cần lấy bảo vật đó nữa là xong. Đừng lo, tôi đã phái người làm chuyện đó rồi. Chủ tịch, đây là vali của ngài, bỏ xuống đi. Đứng lại, phóng viên cũng không được vào, xuống xe ngay. Nè, buổi phỏng vấn đã kết thúc rồi. Tống Tịnh Chi bị ám sát. Quân đội Nhật Bản nổi giận. Ngay lập tức, họ đã hạ lệnh cho sư đoàn 731 tiến hành dàn trận. Tư lệnh Odakuki đến Nam Kinh. Không ai có thể ngăn cản thời khắc sắp đến của một kỷ nguyên mới. Dưới sự giúp đỡ của Nhật Bản, một xã hội mới sẽ xuất hiện. Nghi thức chào mừng chính phủ mới ở Nam Kinh vẫn sẽ được diễn ra như đã định. Người dân lâm vào cảnh đói khổ lầm than, các phường trộm cướp nổi lên khắp nơi. Theo tin báo, Thạch Phật, đệ nhất khoái thủ Trung Quốc, đã tái xuất giang hồ sau một thời gian biệt vô tâm tích. Đến đây nào, chờ chút. Chờ đã, anh dám gian lận sao?
Anh Trang, nhiều tiền thế, đợi ta lên hương rồi. Thường ngày anh dạy chú thế nào? Đạn khói vẫn chưa ném ra mà đã bắn rồi. Chú muốn chơi trội hơn anh hả? Nước đường này nấu được đó. Anh nói là anh sẽ cho em viên nhất điểm hồng mà. Rồi, chú qua đây. Thứ gì không nên có giữa các tay lừa đảo? Hả? Tin tưởng. Phải đó. Đồ xịn. Đệ nhất khoái thủ Tây Bắc, quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn họ nói chỉ cần tìm được anh. Của ngươi đây. Cảm ơn khoa trưởng Trương. Anh Trang, mấy thứ này là em học từ anh đó. Chúc anh may mắn. Tôi xin lỗi trưởng khoa Trương. Tôi là Tiểu Lâm. Là tên khốn đó bắt tôi làm như vậy. Tôi biết hết cách rồi nên mới gạt ông. Không thể nào. Nếu như ông không tin, hãy xem thắt lưng của tôi đi. Nhất điểm hồng ở chỗ tôi đây. Ở trong thắt lưng của tôi. Đừng nổ súng. Tên khốn, đứng lại đó. Ông là lão khốn. Đứng lại. Đáng ghét quá. 3 đồng, 4 đồng. Vợ tôi sẽ mắng tôi đó. Vợ ông mắng ông, tôi sẽ rất vui. Đứng lại. Thôi đừng giỡn nữa. Tôi đã giảm giá rồi. Nè ông già, đừng có nhiều chuyện nha. Nếu không tôi giết ông đó. Tránh ra. Người đâu rồi? Ông cười cái gì hả? 3 2 1. Lão khốn, tôi sẽ nhớ mặt của ông. Đừng đứng đó nữa, đuổi theo. Đừng chạy. Nhảy
Nhảy đi. Hả? Sao không nhảy vậy? Ta xem ngươi nhảy nhanh hơn hay đạn của ta bắn ra nhanh hơn. Nhảy đi. Cái này gọi là tương kế tự kế. Anh đã uổng công dạy chú mày rồi. Còn khốn, ta sẽ tông chết ngươi luôn. Nè, cô ra tay cũng tàn nhẫn thật đó. Lúc trước tôi ngủ với cô rồi à? Sao tôi không có ấn tượng gì hết vậy? Tôi nhớ ra rồi. Ngủ chung rồi. Phải không? Thạch đại phu, đi chợ về rồi à? Tôi về rồi. Cô Kim lại hát nữa rồi. Hôm nay ông và quả phụ Mã nói chuyện ra sao rồi? Không có gì thú vị cả. Mệt chết đi được. Bí xanh tươi quá nhỉ. Giá 3 đồng phải không? Hay là 4 đồng? Bà dám theo dõi tôi à? Già rồi mà không nên nết. Lão nương ta không có ở bên thì ông lại đi tán tỉnh gái. Nói đi. Là con nào? Có gì hơn tôi chứ? Tôi trẻ trung xinh đẹp, không màng tất cả, bỏ trốn tới Thượng Hải tìm ông. Lúc đó bà sắp 30 tuổi rồi. Tôi đánh ông. Sau khi bọn Nhật đến đây, ngươi giả dạng thạch Phật đi khắp nơi để lợi dụng đất nước lâm nguy mà kiếm chắc. Bây giờ ta có thể giết ngươi ngay. Các ngươi có thể có trò gì mới hơn không? Bây giờ có một nhiệm vụ quan trọng cần ngươi hợp tác với bọn ta. Nếu như làm tốt, có thể lấy công chuộc tội. Nè, ông bảo cô ấy ngủ với tôi một đêm. Tôi sẽ suy nghĩ. Ui da, không cho tôi một điếu sao? Ôi, cái này sao lại ở trong tay tôi thế nhỉ? Đồ khốn kiếp. Khoa trưởng Trương, ông ra ngoài trước đi. Ông ra tay mạnh quá. Tình khốn kiếp. Đầu tiên, tôi không phải là thạch Phật, nhưng tôi chính là đệ nhất khoái thủ Trung Quốc. Thứ hai, đối tượng của tôi đều là những tên lợi dụng đất nước lâm nguy mà kiếm chác. Thứ ba, nghề này có một quy tắc, chính là không bao giờ làm việc với phụ nữ. Cô hù tôi đó hả? Đối với việc không hợp tác với phụ nữ, tôi luôn phản đối. Điều đó rõ ràng là sự sỉ nhục với phụ nữ. Một tháng trước, ở khu biên giới đã phát hiện một cổ mộ thời nguyên. Một quân đội của nước khác đã dùng vũ khí hạng nặng phá hủy cả mộ huyệt. Một số lượng lớn cổ vật bị tư lệnh Khanov chiếm làm của riêng. Trong đó có một món quốc bảo quý hiếm. Nghe nói, 3 ngày sau, ông ta sẽ đem món bảo vật giao dịch bí mật với người Nhật. Chúng ta phải lấy được thứ đó trước khi bọn chúng thực hiện giao dịch. Tứ Long Phương Tôn, phải.
Ôi trời, cô phải nói sớm chứ. Cần gì phải đụng tay đụng súng chứ. Việc này giải quyết xong, anh sẽ trở thành người hùng của đất nước. Chúng tôi sẽ thả anh đi. Tôi có một điều kiện. Sau khi xong việc, tôi phải chụp hình chung với thứ đó. Được. Tôi còn muốn các người đăng tấm hình đó trên tất cả các tờ báo lớn nhỏ khắp nước. Cô còn phải... Tôi đói rồi. Cô đi ăn với tôi đi. Quốc bảo ở trong két sắt trong phòng ngủ của Kinop. Chìa khóa luôn được ông ta mang theo bên người. Thứ hai đến thứ sáu, ông ta luôn tới doanh trại. Hôm nay là cuối tuần. Ông ta sẽ tới ngân hàng ở chợ biên giới, bàn chuyện làm ăn với Từ Tông Hán, thương nhân Trung Quốc. Chào tư lệnh. Bạn của tôi đã lâu không gặp. Kinop sẽ dùng trực thăng vận chuyển hàng lâu cho Từ Tông Hán. Từ Tông Hán sẽ giúp ông ta giấu tiền trong ngân hàng của mình. Vụ giao dịch lần này với người Nhật là do ông ta giới thiệu. Cứ đi tìm ông ta nói chuyện, vậy sẽ dễ dàng hơn. Tôi no rồi, cô trả tiền đi. Lửa tình cháy rừng rực. Đi. Các người thật là quá đáng. Tôi đã nói rồi, chỉ chơi một người thôi. Chủ nhiệm Lý, trả tiền. Tôi cảnh cáo anh, đừng có giở trò. Tôi lấy cái này. Tôi đi tắm đi. Tặng cho cô đó. Cô đi đâu vậy? Cô dám? Cô nhiều trò thật. Giờ mở doanh trại là tôi bắn chết cô rồi. Thật thoải mái. Tắm xong rồi hả? Anh lãng phí quá nhiều thời gian. Chúng tôi không cần anh. Vậy sao? Mỗi lần khi nóp tắm sẽ mất bao lâu? Khoảng, không hỏi cô. Ông nói đi. 2 tiếng. Nửa tiếng sau, ông ta sẽ tới câu lạc bộ của Từ Tỉnh Hán ăn cơm. Nè, ông ta ăn cơm thường mất bao lâu? Tính luôn cả di chuyển thì mất 4 tiếng. Anh có thể đọc miệng. Còn một bất ngờ. Bất ngờ gì? Mỹ nữ và sòng bạc. Bây giờ là 5:30. Trước khi Kinop đến chỗ ăn cơm, các người lấy vali. Tôi sẽ dùng tiền trong đó đến sòng bạc của câu lạc bộ chơi. Tôi sẽ khiến cho Kinop có hứng thú với tôi và khống chế nhịp điệu ở sòng bạc. Tôi sẽ kéo dài thời gian cho các người có thêm 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà phải trả nhất điểm hồng cho tôi. Nè, tại sao bọn ta phải tin ngươi? Vậy thì tại sao phải tìm tôi?
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu một việc. Có gì thì nói ngay đi. Đồ khốn. Có tiền. Ôi, chào tư lệnh. Tôi đã chuẩn bị cho ông một bất ngờ. Bảo lên, theo tôi. Bên này. Uray, Vere. Tại sao anh lâu thế? Em đã đợi anh nửa tiếng rồi. Thì ra anh thích thế này. Lên trên, sợ ở đây này. Lên trên, ở đây. Natasha. Sao em có thể? Uray, Vere. Còn ngươi là ai? Tôi thắng rồi. Bọn này ngốc thật. Đúng là ngốc thật sự. Chờ đã. Ai là đồ ngốc hả? Ồ, đồ khốn. Cô đưa tờ giấy này cho ông kia, người mặc áo đen ấy. Tư lệnh, anh ta đã gian lận. Thì ra ngươi là tên lừa đảo. Ta có một nguyên tắc, kẻ nào dám gạt ta thì sẽ bị bắn chết. Nhưng ta cho ngươi một cơ hội. Ở đây có 3 lá bài, trong đó có một con già. Ngươi chọn ra được lá bài đó thì có thể đi. Nếu chọn nhầm thì hãy để mạng của ngươi lại đây. Chọn đi, nếu không thì coi như ngươi thua. Khoan, để tôi. Cái này thật đơn giản. Lá này không phải. Lá này cũng không phải. Nếu lá bài ở giữa cũng không phải, thì ông đã gian lận. Đây chỉ là trò đùa mà thôi. Ta giỡn chút thôi, để cho tên nhóc này nhớ lấy. Tiểu tử, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ta chỉ đùa thôi. Được rồi, ta sẽ lấy tiền. Còn cái mạng thì để lại cho hắn. Ông chính là... Tôi là lão khốn. Đã lấy được món đồ. Xin hãy ra chỉ thị kế tiếp. Hết. Bên Tiểu Trang thế nào? Lấy tiền bỏ trốn rồi. Cô cũng biết mà. Hắn ta là một kẻ lừa đảo. Vé xe ngày mai. Xin lỗi chủ nhiệm Lý. Ngũ Tân. Bên Nhật Bản đưa ra đề nghị quá hấp dẫn. Tình phản bội.
Điện tín được gửi đi với thân phận của cô. Cấp trên sẽ cho rằng món đồ đang ở trong tay cô. Tên phản bội sẽ trở thành lời khắc trên bia mộ của cô. Tạm biệt. Cẩn thận. Mau, mau lên. Đuổi theo. Đừng nổ súng. Chắc ông cũng không muốn đem một món hàng bị hỏng về đúng không? Huynh đệ, đừng đừng. Ai là huynh đệ của ông? Gọi tôi một tiếng ông nội. Huynh đệ, nè, có gọi không? Cẩn thận. Chết rồi. Đứng lại. Đứng lại. Nhảy đi. Mau đi thôi. Hả? Của ông đây. Đi thôi. Đã xong chưa? Rồi. Tôi nhìn chán rồi. Nhưng mà nói thật, ngực của cô ôi trời, cô tỉnh rồi à? Cô ngủ suốt 3 ngày rồi. Ui da, hảo thủ pháp. Đây là chiêu tiểu cầm nã của Hồng Quyền. Thủ pháp không tệ. Nếu như đổi lại như vậy thì sức sẽ mạnh hơn. Vợ cậu ra tay mạnh với cậu quá nhỉ? Cứu tôi còn phải vợ anh ta. Bà là ai? Tôi là Kim Tâm Nương nổi tiếng. Hai bà điên này, có thể thả tôi ra rồi nói chuyện được không? Không kết hôn là đúng. Nữ nhân đừng bao giờ kết hôn sớm. Phải tận hưởng cảm giác nắm quyền lựa chọn. Năm đó có rất nhiều người đàn ông theo đuổi tôi. Nhưng tôi sơ ý một cái là kết hôn với ông ta. Tại sao bà không thể cẩn thận hơn chứ? Chồng bà rất lợi hại. Nhất điểm hồng của tôi, lâu lâu mới có khách đến thăm. Đúng là một chuyện vui. Hôm nay tất cả đều là lỗi của tôi. Nào, ta uống một ly đi. Nào, cạn. Tôi chỉ uống một chút rượu, vậy mà đã say như vậy rồi. Chính ông đã bỏ thuốc cho tôi. Tam Nương, lúc Tứ Long Phương Tôn rút ra, có một khối vuông văng ra. Người Nhật không tiếc tiền bí mật giao dịch để có được nó. Rốt cuộc nó là gì? Vật truyền từ đời vua này sang đời vua khác. Ngọc tỷ. Kể từ khi Tần Thủy Hoàng diệt sáu nước đã dùng đá Hòa Thị Bích làm ngọc tỷ, lệnh cho Lý Tư khắc chữ và hình con chim trên đó, có tuổi thọ ngang với trời đất, trở thành vật tượng trưng cho các đời vua. Ông nói chuyện bình thường được không? Anh im đi. Ông nói tiếp đi. Trong mắt của người làm quan, nó chính là quyền lực, là bảo vật giá trị nhất. Trong mắt của người dân, nó chính là một viên ngọc đẹp, cũng là bảo vật giá trị nhất. Hai thứ gộp lại đã đặt món đồ đó lên hàng bảo vật vô giá. Lúc Lưu Bang lập nước đã dùng đến nó. Sau đó được truyền đến đời nhà Đường. Sau đó thời Ngũ Hổ loạn hoa, nó đã biến mất và trở thành một truyền kỳ. Sau khi Chu Nguyên Chương lập quốc, ông ta có ba việc hối hận nhất, trong đó đứng đầu chính là không có ngọc tỷ. Không ngờ nó lại được cất giấu ở trong Tứ Long Phương Tôn của thời Nguyên. Nè nè, được rồi, đừng nói chuyện thần thoại nữa. Ở trong Tứ Long Phương Tôn thì sao? Tứ Long Phương Tôn có thể mua được một thùng nhất điểm hồng. Xin hỏi tên ngốc nào đã làm bể nó nhỉ? Một thùng hả?
Mùng 5 tháng sau, Nam Kinh sẽ tổ chức nghi thức chúc mừng chính phủ Ngụy được thành lập. Lúc đó nếu có sự xuất hiện của Ngọc Tỷ, nhất định sẽ gây được tiếng vang. Ôi trời, ông làm tôi hết hồn. Nếu có thể lấy được thứ đó, thì cả thiên hạ sẽ biết được tôi chính là Tiểu Trang, đệ nhất khoái thủ Trung Quốc, nhất định sẽ gây được tiếng vang. Đi thôi, xuất phát. Không kịp nữa rồi. Xe lửa đã khởi hành được 3 ngày. Vậy thì nếu như ngồi máy bay thì sao? Đuổi kịp không? Người huynh đệ, xe mô tô mà ông tặng đã được chuyển lên máy bay chở về nhà. Nè, đồng chí, có que diêm không? Có que diêm không? Đứng lên. Đứng lên. Tên khốn dám bán keo giả cho mình. Làm ngay đi. Đứng lại, không được cử động. Bắt tên khốn đó. Đứng lại. Mau cho xe chạy đi. Đang làm đây. Tình khốn kiếp, ta sẽ bắn ngươi suốt 20 phút. Đừng bắn máy bay. Bọn ngu ngốc không được nổ súng. Bắt sống chúng cho ta. Mau lên đi, chúng sắp đuổi kịp rồi. Mau lên đi. Cất cánh mau lên. Đang bay đây. Mau lên. Tông chết ngươi luôn. Tông luôn. Tông cho chết luôn đi. Lần này ngươi không thoát được đâu. Một lần nữa. Tiêu rồi. Sao vậy? Phi công đã bị anh đá xuống dưới. Cái gì? Chờ tôi với. Mau lên. Đúng là trâu lành thành trâu què mà. Chờ tôi. Nổ súng đi, ta không cần máy bay nữa. Cố lên. Cái mông của ông mập thế này mà không có sức sao? Lắp đạn. Bây giờ ta sẽ cho người thấy sự lợi hại của quân ta.
Nào cục cưng, đừng làm ta thất vọng. Cho bọn chúng nếm mùi. Nào cục cưng, tới đi. Chết tiệt. Ông xuống đây ngay, lão già mất nết. Dám bỏ thuốc cho tôi uống à? Tôi không xuống được. Tôi sẽ giết ông. Vậy thì càng không nên xuống. Ông chính là đệ nhất khoái thủ Trung Quốc, Thạch Phật. Nam Kinh. Đã lấy được Ngọc Tỷ. Tư lệnh, kế hoạch của ngài thật đáng khâm phục. Không được khóc. Trước ngày tổ chức nghi lễ phải học thuộc bài hát này, biết không? Con ngoan. Ta rất hiểu việc con không muốn hát. Để ta tặng cho con một bài thơ. Nào. Nào. Tần thời Minh Nguyệt, Hán thời Quang, vạn Lý Trường Chinh, nhân vị hoàng, đáng sử Long Thành, phi tướng tại, bất giáo Hồ Mã, độ Minh Sơn. Hay quá! Trung Quốc của ngày hôm nay có còn mãnh tướng không? Vậy ai là Hồ Mã? Chúng ta là Hồ Mã. Bây giờ thế giới cần thực lực, không phải thứ tự. Những vụ án lớn trong hai năm nay đều là do tôi làm. Nếu nhắc đến tên Trang trên giang hồ, có ai dám không phục hả? Danh hiệu đệ nhất khoái thủ Trung Quốc đó là... Sao vậy? Thúi quá, lão già mất nết. Thật thoải mái. Đã tính ra chưa? Đoạn đường quằn quèo của xe lửa đã giảm cự ly thẳng gốc của xe lửa và thêm vào việc quan sát thiên văn. Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp xe lửa ở trạm Gia Cốc. Giờ ta đang ở đâu? Không xong rồi, đã bay vào tầng mây. Hạ cánh. Hạ cánh. Đừng ra lệnh bậy bạ nữa. Đây là thứ gì vậy? Địa lôi. Chết rồi. Tiêu rồi. Đưa cho tôi. Cái gì? Cái chốt trong tay anh. Của cô đó. Đây là địa lôi đè ép. Nếu không đè ép xuống thì nó sẽ không nổ. Dám nói mình là đệ nhất khoái thủ Trung Quốc hả? Ta khinh. Nghe nói bọn chúng đã cướp máy bay của Kinop. Tư lệnh đừng lo, Ngọc Tỷ đang ở trên xe lửa. Người mà ta phải đi tiếp ứng chắc cũng tới rồi. Thưa tư lệnh, thứ đó đã được đưa xuống hầm. Hy vọng võ sĩ quỷ sẽ thích món đó. Ngài nói đến võ sĩ quỷ của sư đoàn 731 sao? (Cười)
ra khỏi tầng mây rồi. Cậu tránh đường. Lão già chết tiệt, có tin tôi giết ông không? Xe lửa, xe lửa. Chúng ta đã đuổi kịp. Mau hạ cánh đi. Tôi không biết hạ cánh. Động cơ bên trái đã tắt. Tôi đã nói rồi, không thể làm việc chung với nữ nhân được. Động cơ bên phải cũng đã tắt luôn. Phía trước có vực sâu, mau qua giúp tôi đi. Qua đây đi. Dùng sức đi. Anh cầm ở đâu vậy? Tôi giúp cô mà. Đừng nói nữa. Sắp đụng rồi. Tôi không cố ý đâu. Cậu ta cố ý đó. Lão già mất nết. Tôi không cố ý mà. Cậu ta cố ý đó. Để tôi giúp cô. Buông ra. Tôi không cố ý thật mà. Tôi sẽ giết anh. Xe lửa đi từ hướng Tây đến Đông. Đến đây sẽ rẽ về hướng Bắc. Đến trạm tiếp theo, trạm Sa Hà. Chúng ta có thể đi từ giữa sa mạc Gobi cắt ngang qua. Có đến kịp không? Có tôi đây, không gì là không kịp cả. Nào, đi thôi. Ê, ê, ê. Ôm chặt vào. Tôi lái được không? Được thôi, Phật gia. Nè nè, chờ chút. Ông đem cái thùng kia cho tôi đi. Được. Ngửi khói đi. Đồ lừa đảo. Như vậy có vẻ không tốt lắm. Không sao, có cái thùng đó ông ta không chết được đâu. Ngồi yên đó. Lão già đó nói vậy hả? Nè, có cần phải xem bản đồ không? Bản đồ ở chỗ của thạch Phật hả? Lão già khốn kiếp. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Khi ông xong việc nhớ tới tìm tôi. Đến lúc đó chúng ta sẽ nhậu một chầu. Nào. Chúng ta tổn thất quá lớn. Rất nhiều anh em đã chết. Phải tăng tiền. Ông xã, anh ta đẹp trai quá. Anh đã thất bại rồi. Vậy mà còn đòi thêm tiền sao? Anh nói xem anh làm đúng không? Ông cũng lên chuyến xe này à? Phải. Rất vui được gặp ông. Tôi cũng rất vui. Tuyệt quá. Tôi sẽ đánh chết ông. Lão già khốn kiếp. Hai người đừng đánh nhau ở đây nữa. Lên xe rồi mới nói. Con dâu của tôi thích tôi.
Nên con trai của tôi nó ghen. Khỉ thật. Điện tính do tôi gửi. Bây giờ Trương Bằng đã chết. Giờ tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Mặt ông ta còn nét cười, nhất định là phê tới chết. Được rồi, đừng nói nữa. Bây giờ hắn đã chết, cả Ngọc tỷ cũng biến mất. Bây giờ phải làm sao đây? Lục soát vậy. Cả chiếc xe có hơn 500 người, lục soát kiểu gì? Cơ thể vẫn còn ấm, tức là chỉ mới chết. Hung thủ nhất định đã lên xe ở trạm trước. Trạm Sa Hà. Phải. Cả xe có 8 toa, trừ toa đầu có 4 toa bình dân, 2 toa thượng hạng và thêm 1 toa ăn. Chúng ta chia làm hai. Hai người lục soát toa bình dân, tôi sẽ kiểm tra toa thượng hạng, cuối cùng tập trung ở toa ăn. Tôi đã nói là việc mang cần câu đến Cam Túc cũng giống như phải đem ván trượt tuyết tới California. Chào ông bạn, xin chào. Xin hỏi cô đang đọc Kim Bình Mai à? Ông cũng thích sao? Tôi thích những bức tranh minh họa trong đó. Đứng lại. Anh không được phép tới đây. Anh đứng lại, trả quần áo cho tôi. Tên này không có vé. Cô phạm phải số đào hoa. Suốt đời này có rất nhiều trai vây quanh. Vé. Tay của cô có chút vàng, tức là cô hút thuốc rất nhiều. Tôi hỏi vé đâu, đưa vé cho tôi. Anh đẹp trai, để tôi lấy vé cho anh. Ngoại trừ vé ra, trong túi của cô hẳn vẫn còn một thứ quan trọng hơn. Làm gì ra vẻ thần bí vậy? Ông cứ nói thẳng đi, chính là cô ta, vậy là xong, phải không? Vé đến rồi. Lẽ ra tôi phải đoán ra cô Yoshiyawa Miho. Phụ nữ bây giờ sao lại mạnh hơn đàn ông vậy? Các người chết hết đi. Lão già, cái túi đó là của tôi. Nếu chạy nữa tôi giết anh ta. Giết hắn đi. Khoan đã. Bây giờ là hai người chúng tôi đối phó với cô. Vậy à? Đồ khốn. Lão già, đừng chạy. Hãy
điệp Nhật Bản. Chạy hả? Dám giành với tôi sao? Chết đi! Bắt lấy tôi! Thì ra cô đã bị thương rồi. Hay lắm! Mau kéo tôi lên! Đưa túi cho tôi trước! Mơ đi! Đồ nhiều chuyện! Ta sẽ thiến hết các ngươi. Kéo tôi lên, tôi sẽ đưa túi cho cậu. Vậy đi. Lão già, tôi biết ngay mà. Ông không phải trốn vợ mà đến. Tên kia đang bảo vệ cổ vật. Bà Khinh, tôi cũng đang bảo vệ cổ vật. Cậu quên chính cậu đã làm bể Tây Long Phương Tôn sao? Không được rồi. Chủ nhiệm Lý, bọn Nhật vẫn chưa lấy được Ngọc Tỷ. Cô cũng được xem là anh hùng của dân tộc. Ngọc Tỷ là của quốc gia, không ai được phép chiếm làm của riêng. Không ai được phép chiếm làm của riêng. Tôi đang bảo vệ cổ vật. Anh đứng lại cho tôi. Đừng đuổi theo nữa. Phía trước là sa mạc. Anh đứng lại ngay. Đứng lại. Đứng lại. Thật là phiền phức. Đi mau lên. Trời tối là không đi đâu được hết. Hai ta sẽ chết ở đây. Phiền thật. Nếu không phải cô, Ngọc Tỷ đã ở trong tay tôi từ lâu rồi. Sau đó tôi sẽ ở Thượng Hải, ngày ngày uống rượu, mỹ nữ vây quanh, hô mưa gọi gió. Tôi là trung tâm của mọi thứ. Bây giờ nghĩ lại đúng là lỗ rồi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ ngủ với cô. Đừng cử động. Tôi chữa vết thương cho cô. Không chữa cho cô đã chết từ lâu rồi.
Cô đang ra dấu cho tôi à? Cũng biết cách chọn nơi nhỉ? Đồ vô ơn bội nghĩa. Sau này tôi mặc kệ cô. Ngày mai chúng ta sẽ chia ra đi. Cô biết không, nếu như hai ta có thể tìm được một con lạc đà thì chúng ta lên hương ngay. Trên người lạc đà có hai túi nước to, bên trái có một túi, bên phải có một túi, bên trong có rất nhiều nước, đủ cho hai ta uống trong mấy ngày. Anh bỏ tôi xuống đi, nếu không anh cũng sẽ chết đó. Anh làm gì vậy? Xin ông trời phù hộ cho. Đây không phải là ảo giác. Cứ ăn từ từ đi, còn nhiều lắm. Các người có thể thoát khỏi sa mạc là một chuyện rất đáng khâm phục. Nhưng mà người vui nhất chính là cha cậu. Cha? Đúng vậy. Người cha tốt của hai người cũng là anh em tốt của tôi. Nào 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 nào, thứ này ngon lắm đây. Nào, sữa đây. Thử đi. Các người được cứu rồi. Xem cha cậu kìa, ông ấy đang rất vui. Nè, ông ta không phải là cha tôi. Cô có nhìn thấy không? Cái gì? Cái khăn vuông trong tay cô ấy. Cô có biết để làm gì không? Đánh thật hả? Mấy năm học đại học Pennsylvania là khoảng thời gian vui nhất đời tôi. Ở đâu? Pennsylvania, ở đâu? Được rồi, ta nói những thứ tầm thường đi, nói chuyện nó mệt quá. Ví dụ, nè, cô cảm thấy tôi đẹp trai không? Hả? Cô thích phụ nữ sao? Ôi trời, tiêu rồi. Vị hôn phu của tôi. Cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Anh ấy cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái. Tuổi còn trẻ mà đã làm nhiều việc lớn, là thần tượng trong lòng nhiều người. Nè, bài hát đó tên là gì nhỉ? Ở nơi xa vời vợi. Tên hay lắm. Sau đó anh ta hy sinh. Chính tôi đã bắn chết anh ấy.
Lấy được ngọc tỷ, chủ nhiệm Lý là anh hùng dân tộc, tôi chụp hình lưu niệm, cuối cùng giao cho Phật gia giữ. Sao hả? Suy nghĩ rất cặn kẽ đúng không? Thật ra cục thế hiện giờ rất rối loạn. Để ở chỗ người Mỹ có phải là việc tốt không? Nếu lọt vào tay người Nhật thì sao? Vậy thì sao chứ? Trung Quốc đâu có dễ gì sụp đổ chỉ vì một viên đá. Nói nhiều như vậy làm gì? Đồ của người Trung Quốc do chúng ta quyết định, đúng không? Phải. Cái này là báu vật của Trung Quốc, nhưng nó cũng chính là văn minh của nhân loại. Nước Mỹ chúng tôi sẽ giữ nguyên tắc bấy lâu nay bảo vệ văn hóa của nhân loại, cho nên tôi sẽ mang ngọc tỷ này về Trung Quốc. Ta chính là người ra lệnh cho các ngươi. Là ngươi? Ra là vậy. Mình ơi, có, hãy giết em đi. Mình ơi, Yoshiyawa, mình ơi, Yoshiyawa, đồ khốn, võ sĩ quỷ. Đồ khốn! Mình ơi! Nếu như ngủ với ta, ngươi sẽ không hối hận đâu. Ta sẽ khiến cho ngươi về đến sáng. Các đồng chí, chúng ta tới Thượng Hải rồi. Thượng Hải, đây chính là thành phố lớn. Thành phố lớn lớn thật. Chúng ta tới đây làm gì? Hỏi ông đó, chúng ta tới đây làm gì? Bà già này, đi mau lên. Ủa, có biết là bà đang làm phí thời gian của tôi không? Xin lỗi, mau. Nào 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 nào, mời vào, xin mời. Đúng vậy, chính là nơi này. Thế sao hả? Phòng này được chứ? Được, ổn chứ? Tiền boa của anh. Có gì cứ gọi cho tôi. Đừng nhìn xa quá, nhìn gần thôi. Lãnh sự quán Mỹ. Bọn họ đang làm gì? Dọn nhà sao?
Đầu tiên phải tìm hiểu xem Ngọc Tỷ ở đâu. Tiểu Trang, cậu theo dõi Howard, cậu theo dõi Luisa, tìm hiểu mọi thứ rồi mới tính. Được. Khoan đã, còn ông làm gì? Nhiệm vụ của tôi gian khổ nhất. Thưa ông, đây là món kem ngon nhất của khách sạn chúng tôi. Đây là... Sợ tôi không đủ tiền sao? Một đại gia nước ngoài đến Thượng Hải tị nạn. Thưa ông, Tây à, ít quá. Xin lỗi, một phần trứng cá của chúng tôi chỉ có nhiêu đây. Thôi bỏ đi bố, chúng ta đừng ở lại nơi quỷ quái này. Bố ơi, mỗi lần nghĩ đến việc chúng ta sắp đi Mỹ, bao muộn phiền trong lòng con bỗng bay mất. Con nói rất đúng. Tôi nghe nói vợ chồng Howard sẽ ngồi tàu về Mỹ. Vào đêm khởi hành, họ sẽ tổ chức một buổi tiệc trên tàu với nhân vật chính là Ngọc Tỷ. Cả con tàu được canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả người Nhật cũng không thể vào. Điều quan trọng là chỉ còn 3 ngày nữa là tàu rời bến. Bây giờ chúng ta không biết Ngọc Tỷ ở đâu nữa. Chúng ta vẫn chưa tìm ra lý do tới lãnh sự quán điều tra. Cho dù Ngọc Tỷ có ở trong đó, chúng ta cũng chưa chắc ra tay được. Cho nên không cần quan tâm Ngọc Tỷ ở đâu. Bởi vì tối đó nó sẽ ở đây, đại sảnh của tàu. Tối bữa tiệc đó, Ngọc Tỷ sẽ được triển lãm cho mọi người xem, sau đó được đưa vào phòng của người Mỹ. Cả quá trình sẽ không quá 5 phút. Chúng ta có thể ra tay ở hai nơi. Một nơi là hiện trường buổi tiệc, một nơi là phòng của người Mỹ. Không thể nào. An ninh trong buổi triển lãm này được sắp đặt ở mức cao nhất, giống như kho ở ngân hàng Thụy Sĩ. Cái hộp cất giữ được công ty Linz chế tạo, tỷ lệ sơ suất gần như là 0%. Hơn nữa, hộp kính ở sảnh và trong phòng được kết nối với nhau. Đứng yên! Cho nên cách anh nói hoàn toàn không thể thực hiện. Nếu để họ vào nhầm phòng, trong đó cũng có một hộp thủy tinh thì sao? Tôi nghe nói trên tàu này, phòng đối diện người Mỹ là phòng của hoàng tử Ả Rập, là ông thần tài của người Mỹ. Hơn nữa bài trí của hai phòng này giống nhau. Nếu ta bố trí hai căn phòng này y hệt như nhau, lấy cắp chìa khóa của hoàng tử Ả Rập, sau đó đổi cho lính Mỹ, trong khi bài trí căn phòng dụ mấy tên lính đó đi vào phòng lấy Ngọc Tỷ. Chúng ta chỉ có 5 phút. Vậy cô có cách nào hay hơn không? Câu hỏi cuối cùng, chúng ta lên tàu bằng cách nào? Sử dụng cái này. Đại gia người nước ngoài, bọn họ đang chuẩn bị ngồi tàu đi Mỹ. Hay quá rồi. Nhưng mà điều đáng tiếc là thiếu một người. Bọn lừa đảo. Đủ người rồi. Đều là lỗi của tôi. Lúc ăn cắp máy bay tôi đã sơ suất. Là lỗi của tôi. Dừng lại. Tôi giận. Không phải vì ông ta bỏ trốn, mà là chuyện vui như vậy, tại sao không gọi lão nương đây chơi cùng chứ? Bọn lưu manh các người, đi đâu cũng bắt nạt người khác, đi đâu cũng ăn chơi khoái lạc. Hôm nay bọn ta sẽ thay trời hành đạo. Hội đồng Nam Tứ Hải và đội cảm tử thanh niên đang muốn lấy cái đầu của các người. Chúng tôi cũng nhận tiền của họ rồi. Nói nhiều làm gì? Giết chúng đi. Hãy tha cho chúng tôi. Im đi. Dám đánh phụ nữ hả? Lão nương ta bây giờ sẽ bắn chết ngươi. Đừng 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 đừng. Bọn đàn ông đánh phụ nữ là phải giết hết. Phải giết chúng. Tôi làm như vậy có được không? Tuyệt vời. Xin tha mạng cho chúng tôi. Bọn chúng trả cho anh bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp 3. Lỡ đội cảm tử thanh niên tìm chúng tôi thì sao? Gấp 5. Được, vậy đi. Tôi sẽ tìm vài tên lên con tàu đó thay thế. Khi mọi chuyện xong xuôi, sẽ thả các người ra. Gấp 8.
Được được. Thiệp mời vũ hội. Khiêu vũ hả? Nhưng tôi không biết khiêu vũ. Khiêu vũ quan trọng là phải tìm được một người thầy giỏi. Tìm ở đâu? Hả? Nào, không được, tôi không biết mà. Được mà, có tôi đây. Nào, qua đây. Ngã xuống. Thoải mái nào. Lần đầu đều như vậy cả. Dang hai chân ra. Xoay vòng. Bọn người nước ngoài sao rồi? Xong xuôi rồi. Thắng rồi. Nhiệm vụ lần này, Tiểu Trang phải lấy được chìa khóa trước khi vũ hội diễn ra. Cẩn thận chứ. Tôi và Tam Nương sẽ phụ trách đổi phòng. Các người phải làm thật nhanh, chỉ có 3 phút. Tiểu Trang tới hiện trường phối hợp với Nhược Vân. Rõ. Đừng làm mất đó. Người đàn ông đó là ai? Anh nói đi. Anh hãy xử cho chúng tôi. Người đó là ai? Anh làm rơi chìa khóa này. Cảm ơn. Nhiệm vụ lần này, phần quan trọng nhất là phối hợp. Bởi vì thời gian không nhiều, không được gây ra sơ suất. Đến bây giờ xem ra, phần quan trọng nhất là... là gì? Khiêu vũ. Hay lắm. Tuyệt. Xoay vòng. Tiếp tục đi, tiếp tục. Lần đầu tôi gặp ông, ông cũng đàn như vậy. Và ngay lúc đó đã chiếm trọn tim tôi. Nhược Vân giỏi thật. Biết nhiều ngôn ngữ quá. Ai cũng có sở thích của mình. Giống như việc anh thích chụp ảnh. Sao rồi? Đã tìm được tiệm chụp hình chưa? Không chụp nữa. Được rồi, ăn thôi. Tiểu Trang, nhiệm vụ đã hoàn thành. Các người có dự tính gì? Tôi không biết, chưa nghĩ tới. Kết hôn đi. Ôi trời, bà nói xong chưa? Chưa. Tiểu Trang, tôi hỏi cậu. Nói đi. Xin lỗi nha. Để tôi đi xem cô ấy. Đứng lại. Cậu trả lời tôi trước đi. Tất nhiên là tôi muốn rồi. Chờ chút. Vé xem phim. Cô ấy quá mắc cỡ, không dám đưa cho cậu. Cầm lấy. Thank you.
Dừng lại, đi theo chúng tôi. Kế hoạch của các người thật hoàn hảo. Lẽ ra bọn ta định lên tàu cướp, giờ thì được rồi, bọn ta không cần gây chuyện với bọn Mỹ mà vẫn lấy được ngọc tỷ. Cho nên ta cảm ơn các ngươi rất nhiều. Anh là tên chủ tịch khốn kiếp kia, chẳng phải anh chết rồi sao? Anh nói cẩn thận. Yamada, đừng nóng vội. Thứ ngươi cần nhất không phải là tiền tài, mà là danh tiếng và tình yêu, đúng không? Ta cho ngươi xem một thứ. Nếu trên đời này có một người biết ta chưa chết, thì người đó chính là Nhược Vân. Lúc tốt nghiệp đại học, bọn ta đã từng thề đợi chiến tranh kết thúc sẽ kết hôn. Nhưng bọn ta bị ảnh hưởng bởi tín ngưỡng. Cô ấy nhận được lệnh giết ta, nhưng đã không thể xuống tay, bởi vì cô ấy yêu ta. Chiến tranh kết thúc rồi, mọi chuyện đã rõ ràng. Nhược Vân nhất định sẽ trở về bên ta, đúng không? Cho nên ta sẽ cho ngươi hai món quà. Đầu tiên, lấy được ngọc tỷ, ta sẽ cho ngươi chụp hình, cho tất cả các tòa báo khắp cả nước đăng hình ngươi và chiến lợi phẩm của ngươi. Ngươi sẽ trở thành đệ nhất khoái thủ Trung Quốc thật sự. Thứ hai, ta sẽ mãi mãi không gặp Nhược Vân. Cậu có tâm sự à? Không có. Cậu có biết nếu các tay lừa đảo hợp tác với nhau, điều quan trọng là gì không? Thành thật. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Ông có thấy Tiểu Trang không? Không có. Phu nhân, bà không bán cho tôi sao? Tôi rất thích món bảo vật này. Hoàng tử không ở trong phòng, thì ra là đi chung với bọn Mỹ. Bây giờ ra tay thì đã không kịp nữa rồi. Hơn nữa số người hộ tống Ngọc Tỷ đã tăng gấp đôi. Kế hoạch thay đổi. Đợi vũ hội kết thúc, cô và Tam Nương sẽ chặn ở hai bên sảnh. Tôi sẽ đi bố trí căn phòng. Thời gian không đủ, đành thế thôi. Nhưng mà... Nè, Minh ơi, cáo từ. Xin chào các quý ông quý bà, cảm ơn mọi người đã đến. Hôm nay mọi người trông thật tuyệt vời. Một tràng pháo tay nào. Chúa ơi, bây giờ mọi người chắc đã biết tôi là đại sứ của Mỹ ở Trung Quốc. Nhưng chắc mọi người không biết Louise, vợ tôi. Tối qua anh đi đâu? Anh không cần nghĩ nhiều. Khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ không dính dáng tới nữa. Cho nên tối nay chúng ta cứ uống say. Đây là một dịp rất tốt. Mọi người cứ thoải mái nhảy múa. Khi chuyện này kết thúc, em lấy anh nha. Xin lỗi.
Hãy giữ cẩn thận. Chìa khóa đây. Rõ thưa sếp. Cẩn thận. Bắt đầu hành động. Được. Thưa ông, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? Là sao? Tôi cũng không biết. Tôi nghe nói vợ ông là một ca sĩ nổi tiếng, nên hôm nay tôi mời bà ấy hát một bài cho chúng tôi. Chuyện này... Nào. Ông xã, bây giờ làm sao đây? Kéo dài thời gian, cứ giao cho anh. Nè. Không được. Không được, tôi đã lâu rồi không hát. Nào. Hát đi, im đi. Chào mọi người. Nếu đã vậy, tôi sẽ hát một bài cho mọi người nghe. Cảm ơn. Cút khỏi đây đi. Xin lỗi. Đồ bợm nhậu. Đồ khốn. Thật ra tôi có rất nhiều bài hát. Tôi yêu mọi người. Nào, qua đây. Tam nương đến chưa? Wow, có muốn đến phòng tôi đọc sách không? Chúng tôi có nhiều người mà. Anh xem. Chúa ơi. Đi thôi. Được thôi. Bây giờ đưa thứ đó cho ta.
Được thôi, được thôi. Được rồi. Dừng lại. Quay về ngay. Tên khốn kia, ta sẽ giết ngươi. Người lấy nó nhanh thật, quả là danh bất hư truyền, thật lợi hại. Giỏi thật đó. Chờ chút. Thứ mà ngươi cần ta chuẩn bị xong rồi. Không cần đâu, tạm biệt. Em hãy nghe anh giải thích. Anh là một tên lừa đảo, nhưng em lại đi tin anh. Để anh giải thích giúp hắn. Là anh. Cảm ơn Trang tiên sinh đã hợp tác với chúng tôi. Bọn ta sẽ giao tất cả sòng bạc ở Thượng Hải cho ngươi. Anh ta nói bậy. Anh làm như vậy để cho em nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta. Kể từ ngày em tha cho anh đã biết Nhược Vân mà anh yêu vẫn còn. Cô ấy vẫn yêu anh. Tuy rằng suy nghĩ của chúng ta không thống nhất, nhưng có một điều giống nhau. Chuyện chúng ta làm không phải vì bản thân. Tất cả mọi thứ anh làm là để chiến tranh mau kết thúc. Bởi vì em đã nói, khi chiến tranh kết thúc, chúng ta có thể kết hôn. Em còn nhớ thời gian chúng ta ở Pennsylvania không? Thật đẹp. Anh là một tên lừa gạt. Anh không gạt em, mà là anh ta gạt em. Em tin anh hay là anh ta? Tự em quyết định. Đồ khốn! Đồ khốn! Đồ khốn! Ngươi muốn chết hả? Ngươi chán sống rồi sao? Đừng! Đi chết đi! Bọn Trung Quốc không xứng đáng để nói điều kiện với ta. Tiểu Trang! Tiểu Trang! Tiểu Trang! Tiểu Trang, ta xử lý người đàn bà này thế nào? Ta muốn cô ta. Tuân lệnh. Tiểu Trang. Còn khốn. Chúng ta coi như hết nợ. Tiểu Trang. Anh ta không đẹp trai bằng anh. Tiểu Trang. Tiểu Trang. Tiểu Trang. Tiểu Trang. Tiểu Trang. Tống Tịnh Chi đã giả chết, đoạt lấy Ngọc Tỷ. Và sau đó một thế cục mới sẽ xuất hiện dưới sự chứng kiến của Ngọc Tỷ.
Lúc trước tôi từng ngủ với cô à? Ngủ rồi. Cuộc sống thế này có vô vị quá không? Thế nào gọi là vô vị? Giống anh vậy à? Là một tên lừa đảo vô trách nhiệm. Tôi rất có nguyên tắc. Trước giờ tôi chưa từng gạt người già yếu bệnh tật. Nhưng anh vẫn là một tên lừa đảo. Khi mọi chuyện xong xuôi, em lấy anh nhé. Tiểu Trang! Anh đã nói với bản thân vô số lần. Cô ấy đã không còn nữa, đã rời xa anh. Nhưng anh không thể thuyết phục bản thân. Nhược Vân, anh vẫn còn yêu em. Nếu em có thể chấp nhận anh, anh sẽ đưa em ra khỏi đây ngay. Đây là cơ hội cuối cùng của em. Anh Tống, lẽ ra giờ này anh phải ở trên sân khấu chứ. Xin mời chủ tịch Tống. Bất ngờ không? Chẳng phải anh đã bị Yamada bắn chết rồi sao? Anh Trang, cuối cùng em đã biết thuật dị dung rồi. Thắng rồi. Im đi, nếu không ta sẽ không cho ăn cơm. Em rất buồn phải không? Cẩn thận. Đi chết đi. Hắn ta ở phía trên. Ngươi không biết anh mày lúc trước là tên lừa đảo sao? Vậy mà ngươi cũng mắc bẫy. Võ sĩ quỷ của sư đoàn 731. Được sự giúp đỡ của Nhật Bản, chúng ta đã tìm lại được viên ngọc tỷ biến mất mấy ngàn năm trước. Đây tượng trưng cho một sự bắt đầu mới. Thả anh ấy ra. Sao hả? Nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt ngươi. Dám hạ độc lão tử hả? Anh mau thả em xuống đi. Anh không đánh lại hắn đâu. Yeah.
Trong không khí có khí độc, đừng hít vào. Nín thở đi. Anh nói cái gì? Điều chính là tính vật vĩ đại nhất của Trung Quốc. Đó là một dấu hiệu cho thấy chúng ta sắp sửa sáng lập ra một Liên hiệp Đông Á mới. Cũng là một lời tuyên dương, tuyên bố trách nhiệm của chính phủ mới. Chính là dẫn dắt đồng bào trong cả nước xây dựng một Đông Á lớn mạnh. Nhược Vân, sau lưng anh có súng. Cẩn thận. Đã lâu rồi ta không thấy máu của mình. Ta rất ngưỡng mộ các ngươi. Nếu không biết võ sĩ quỷ thật sự là tên nào thì sẽ không thắng được. Nào, Tiểu Trang, Nhược Vân, bắn đi. Bắn đi, cứ kệ anh. Bắn đi. Tại sao em không bắn? Tại sao không bắn? Đừng hít thở. Xuống địa ngục làm vợ chồng đi. Thì ra là ông Udakuki. Anh vẫn chưa ngủ với em. Làm sao chết được? Kết thúc rồi. Chưa đâu.
Thiên hoàng bệ hạ vạn tuế, Đông Á mới vạn tuế, Liên hiệp Đông Á vạn tuế. Ngoài việc ăn trộm ngọc tỷ, có phải nên làm gì đó nữa không? Hả? Đây là một kế hoạch hoàn hảo. Đừng nóng vội. Tôi đây còn một thứ. Chút địa lôi. Chúng ta hãy ghi nhớ thời khắc trọng đại này. Còn khốn, dạ Tiểu Trang. Ôi trời, sao cậu lại dậy thế này? Thuốc này tốt thật, thuốc này dùng cho động vật nên chắc chắn là hiệu nghiệm. Hả? Cơm sắp có rồi, mau gọi Nhược Vân đi. Chờ anh với. Nè, còn một món nữa là có ăn rồi. Các người mau quay về đi. Yên tâm, bọn tôi sẽ quay về ngay. Các người cứ ăn trước đi, khỏi đợi chúng tôi. Chưa chút để ăn nhẹ buổi tối nha.
Let's meet me here. Yeah!